Bạn Khánh sẽ diễn ảo thuật bằng nước. Nước, nước nha. Và quý vị thân mến, đây là tiết mục ảo thuật mang tên Vắt Người Ra Nước. Đó, Vắt Người Ra Nước. Nghe nó lạ quá đúng không? Đó, chú hỏi Khánh, trong người cháu có nước không? Có. Đúng rồi, có nhiều không? Có. Cho chú xin một ít nhé. À, có tắm. Rất đàng hoàng và rất là thoải mái đúng không? Vậy cháu đứng giống chú thế này, ở vị trí này, đúng rồi. Hai tay cứ để như vậy nhá. Rồi, đi ra phía sau. Thưa quý vị, ảo thuật Vắt Người Ra Nước. Và trong cái thùng nước này có một cái đồ vật, đó là cái phễu. Cái phễu thường thường bà con dùng để đong nước mắm hoặc đong rượu đó. Đó, bình thường thôi. Và bây giờ, cái phễu sẽ đặt ở đây. Bây giờ mới có lắm chuyện này. Hỏi bà con và các em, ở vị trí này có nước không? Bà cho nó phải bịt cái chỗ đây. Chứ cứ bỏ tay bình thường, chú chả làm gì cả nhá. Ở đây có nước không? Đúng rồi, các bạn thông minh lắm. Ở đây không có nước. Và cái phễu bắt đầu đưa lên. Đó, bắt đầu đưa lên trên. Rồi, chả có gì mà cười cả. Rồi, Khánh cứ đứng im. Ở chỗ này có nước không? Đúng rồi, ở đây cũng không có nước. Và cái phễu lại đi tìm chỗ có nước. Đó, đúng rồi. Ai làm gì mà cười, Khánh cứ đứng im, đứng thẳng người lên. Đó, cháu cứ đứng im nha. Quý vị, Nhật Cường mới làm thử hai lần thôi. Bây giờ mới là thật đấy. Vậy đố bà con và các bé, cuối cùng cái phễu này phải đặt vào chỗ nào? Chỗ nào? À, giữa là chỗ nào? Rồi, tôi chưa biết giữa chỗ nào. Nhưng mà các bạn nghe đây nha. Việc của tôi là tôi cứ đưa từ dưới lên cao như ban đầu. Còn bà con hoặc các bé muốn cái phễu này nó dừng lại ở chỗ nào thì các bạn chỉ định nhá. Các bạn nói to lên. Rồi, chỗ nào? Lên trên rồi xuống dưới. Rồi, bạn Khánh đứng thẳng lên. Chỗ nào? Chỗ nào? Ở đây. Đúng chưa? Rồi, Khánh không cười. Khánh nghe đây. Tất cả khán giả và các em nhỏ muốn cái phễu sẽ dừng lại chỗ này. Nhưng bây giờ, cảm ơn các bạn và các em. Bây giờ chú hỏi Khánh nhá. Cái phễu đặt trúng chỗ chưa? Rồi, trúng rồi. Sao biết thế nào mà trúng rồi? Thôi được rồi, cứ cho là trúng rồi đi. Vậy bây giờ nhá, bây giờ cháu nhìn vào cái vòi này. Cháu nhìn vào cái vòi sắt này nhá, không cười nhá. Cười là chết luôn đấy, không cười. Nào, 1, 2, 3. Sao? Chưa ra. Đã ai hỏi gì mà kêu chưa ra. Trời đất ơi. Bình tĩnh nhá. Chưa ra thì làm nó cho nó phải ra. Lần cuối cùng nhá. Lần cuối cùng nào. 4, 3, 2, 1. Ra đi Khánh. Ai kêu trời ơi đất ơi đấy. Không được kêu. Nào. Ra đi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ra đi. Ra đi. Các bạn vỗ tay lên. Cái gì đây? Rất tuyệt vời. Trời đất ơi. 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 Sao lại cười? Sao nhiều thế? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Bây giờ thì Tuấn, Khánh mới nghe chú Cường nói này. Cháu thấy không? Mọi người cười. Cười là để vui. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc cơ mà đúng không? Cười là để vui đã. Không biết ngày mai ra làm sao, cứ cười cho nó tươi trẻ đã. Và cháu đã làm được cái điều rất là tuyệt vời. Bà con rất vui. Và ngày mai cháu đi ra ngoài đường, mọi người sẽ nhớ mặt cháu luôn. Các bạn hãy gọi là Tuấn Đáy Tè nhá. Đúng rồi. Cảm ơn Tuấn. Bây giờ đến lượt. À, cảm ơn Khánh. Đến lượt bạn Tuấn đây. Đến lượt bạn Tuấn. À, bạn Tuấn rất đẹp trai. Bây giờ cháu hỏi Tuấn nha. Chú sẽ tặng cho cháu một tiết mục ảo thuật còn ghê sợ hơn cái vừa rồi. Nhưng mà cháu có bỏ chạy không? Dạ không. Không chạy. Nhá, cố gắng nhất. Vậy cháu nghe thử nhá.
Thưa quý vị, bạn Tuấn sẽ biểu diễn chi tiết mang tên Thôi Miên Mất Hết Quần Và Áo. Có chạy không? Bây giờ chúng mới hỏi Tuấn. Cái này chỉ dành cho lứa tuổi em bé nhỏ thôi, cái ảo thuật hài hước buồn cười này. Nhưng mà cháu đã lỡ đến đây để chú thông báo cho mọi người biết. Còn với cháu, cháu có thích không? Có thích cái này không nào? Dạ không. Không thích. Quý vị thân mến, như vậy ta không còn cơ hội nữa rồi. Bạn Tuấn đã dừng cuộc chơi và ta nên tôn trọng bạn ấy, vì cái này nó khủng khiếp lắm. Nhá, không sao, không sao. Có cơ hội lần sau để ta diễn. Bây giờ chú sẽ tạm biệt các cháu ở đây bằng một cái điều đặc biệt nhé. Hai cháu đứng gần nhau, đứng gần nhau, nhớ không bỏ chạy. Còn đó là cái gì? Âm nhạc. Và xin mời Hoàng Vĩ.